chuyện Giang Thần hối hận nhất trong cuộc đời này chính là lúc 18 tuổi quen biết Lâm Vũ Mặt. Nếu như nói 5 năm thanh xuân không tính là gì, vậy chuyện cha mẹ mất mạng vì 80 vạn lễ hỏi hắn cả đời cũng không thể tha thứ. Buồn cười chính là, nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ muốn cùng hắn kết hôn, bất quá là muốn thay đánh bạc cha trả nợ, lấy trong sạch thân gã vào hào môn mà thôi. Sống lại một đời hắn vì thay đổi vận mệnh lựa chọn kết hôn chớp nhoáng ai ngờ đối tượng kết hôn chớp nhoáng dĩ nhiên là ngàn vạn nữ tổng tài, thực lực hai người tương đương, lăn lộn phong thanh thủy khởi làm người ta cực kỳ hâm mộ, lâm vũ mặt lại hối hận. Giang thần, ta năm năm thanh xuân chẳng lẽ liền không công trả sai sao? Chương 1 80 vạn lễ hỏi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Trả tiền bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Đối tượng hẹn hò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Thiểm hôn lĩnh chứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Phát hiện người sai bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Phòng ở chủ nhân lão công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phi lễ chớ nhìn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đổ thạch thị trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Giang thần lạnh nhạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Là sợ lương không sao Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.